Konnichiwa, xin chào các bạn. Trong tiếng Nhật có một phần từ vựng đặc biệt thú vị, đó chính là kangyoku. Thực ra thì nó cũng là một cái cách nói để so sánh ví von, giống như trong thành ngữ hay là tục ngữ của tiếng Việt. Và nó được có từ thời xa xưa và được hình thành do cái suy luận của những người xưa và được áp dụng trong câu chữ. Hiện tại trong giao tiếp thường ngày của người Nhật thì những phần kangyoku này cũng được sử dụng khá là nhiều. Do vậy, trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đề cập đến một số cái cụm kangyoku, tức là cái cụm từ cố định. Các bạn hiểu nó giống như là một thành ngữ. Và mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số cái cụm từ khá là thú vị. Phần đầu tiên, trong tiếng Việt của mình, khi để mô tả một cái gì đấy nó mọc lên rất là nhiều thì tiếng Việt mình thì có một cái từ đó chính là mọc nhiều như nấm. Ví dụ như là bây giờ các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm đào tạo về tiếng Nhật ở Hà Nội mọc lên nhiều như nấm để diễn đạt một cái trạng thái là những cái gì nó có cùng một tính chất, nó gần nó giống nhau, nó mọc rất là nhiều. Và chúng ta so sánh những cái hình ảnh là nấm rơm ấy, mọc rất là nhiều sau mưa. Cũng tương tự với hình ảnh đấy, chúng ta cũng có một cách nói tương tự trong tiếng Nhật. Tuy nhiên, trong tiếng Nhật thì không sử dụng với hình ảnh nấm mà sử dụng với hình ảnh măng mọc sau mưa. Và cụm từ kangyoku của chúng ta đầu tiên trong ngày hôm nay đó chính là ugo no kake no ko. Ở đây thì chúng ta có ugo chính là cái cách đọc của từ ame no ato, đúng không, là sau cơn mưa. Và kake no ko là măng. Hình ảnh này dùng để chỉ cái ý nghĩa là những cái gì đó nó giống nhau, nó liên tiếp xuất hiện hoặc là liên tiếp xảy ra, giống như ví dụ lúc nãy mà mình đã đưa ra cho các bạn. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi vào một đoạn hội thoại chi tiết nhé. Oya, konna basho ni mo danchi ga dekitan ja no. Honto da. Kono tokoro ugo no take no ko kono you ni dondon danchi ga dekiru no. Kurasu no ko mo kekko sunderu yo. Mainichi anna takai tokoro made nobottari oritari suru no wa taihen ja no. きっと足腰が強い人たちなんだね、みんな。年寄りにはきついの。Trong câu chuyện lúc nãy, Mariko và ông của mình thì đang nhìn thấy cảnh là có rất là nhiều khu chung cư mọc lên như nấm. Tuy nhiên ở đây có một điểm khá là thú vị với từ măng, đó chính là chúng ta có thể sử dụng bằng hai cách viết như thế này. Và thực ra thì bây giờ khi mà các bạn đi siêu thị thì các bạn có thể nhìn là cách viết thứ hai được sử dụng nhiều hơn, take no ko. Điều này cũng hoàn toàn đúng bởi vì măng chính là con của cây tre, đúng không nào? Cụm từ kangyoku này thì nó thể hiện cái mức độ, thể hiện cái trạng thái một cái gì đó nó diễn ra và nó xuất hiện rất là nhiều, như một cái đợt bùng nổ ấy. Do vậy thì cụm từ này thường đi sau những cái cách diễn đạt như là yo hoặc là mitai. Chúng ta cùng đi vào một ví dụ đấy nhé. Gumu no se de ラーメン屋がウゴのタケノコみたいに次々できた。Chúng ta cùng chuyển sang cụm từ tiếp theo nhé. Cụm từ này cũng diễn đạt ý nghĩa là nhiều. Tuy nhiên, không phải là nhiều cho sự việc, sự vật, mà dùng để diễn tả trạng thái có rất là đông người. Imo, arau yo. Các bạn thấy rằng imo nghĩa là khoai. Cái câu trên thì có nghĩa là gì? Như là rửa khoai. Vì nên chúng ta không hiểu là tại sao người ta lại mô tả cái hình ảnh có rất là đông người giống như trạng thái rửa khoai, đúng không nào? Các bạn hãy tưởng tượng hình ảnh như thế này. Khoai mà sau khi được đào lên thì chúng ta sẽ phải cho vào chậu để rửa, đúng không nào? Khi cho vào chậu thì người ta sẽ phải dùng tay xoa xoa các củ khoai với nhau để cho nó ra sạch cái phần đất. Và cái trạng thái như thế thì các củ khoai nó xô lẫn với nhau và người ta liên tưởng đến cái hình ảnh là đám đông có rất là nhiều người. Oze no shito ga iru. Chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của Mariko chan nhé. Hanawa kun to Tokyo ni itta. Tokyo wa shito ga oi ne. Imo wo arau you desu ne. E? Imo? Shito ga tottemo oi koto wo osoyun da yo. Ja, ano shito wa Koimo san da ne. E? この人は長いもーさん、あっちはずんぐりもーさんかな。
Sakura-kun, sonna okikoi de. Từ một hình ảnh, chúng ta thấy rằng hình ảnh liên tưởng khá là thú vị đúng không nào? Và các bạn hãy ghi nhớ đến cụm từ này khi nói về cái trạng thái rất là đông người nhé. Chúng ta cùng đi vào một câu ví dụ thực tế. Michio no furu wa imo arau you na shito de de tottemo oyoide idarenai. Desu ka? Chúng ta cùng bước vào cách diễn đạt tiếp theo nhé. Thường những người nào mà hay la cà chuyện phím ấy, thì chúng ta trong tiếng Việt thì thường nói là hay đi buôn dư lê. Thì trong tiếng Nhật cũng có một cách nói nó gần giống như vậy. Tuy nhiên người ta không sử dụng với hình ảnh đi buôn bán dư lê mà là hình ảnh đi buôn dầu hay là đi bán dầu. Và cụm từ đấy của chúng ta đó chính là aburau uru. Tại vì sao trong tiếng Nhật lại có cách ví von như vậy? Tại vì ngày xưa dầu được dùng để thắp sáng, và những người bán dầu thì người ta sẽ chở những cái gánh dầu đi xung quanh từng nhà để bán dầu. Và mỗi lần mà người ta rót dầu từ trong cái thùng ra đĩa của từng nhà người ta mua ấy, thì phải mất rất là lâu thời gian để nước chảy giọt giọt xuống cái đĩa dầu. Thường ý, thì người mua và người bán thường vừa đứng để đợi dầu chảy ra và vừa nói chuyện với nhau. Do vậy, dùng để liên tưởng cái hình ảnh là những người hay đi cà kê, nói chuyện phím. Còn bây giờ thì cách nói này để diễn đạt những cái người mà hay tạt ngang rẽ dọc. Ví dụ như là mình đi mua đồ nhưng mà mình cứ la cà, mình rẽ qua hàng quán này, hàng quán khác, thì chúng ta cũng sử dụng với aburau. Chúng ta cùng đi vào câu chuyện của Maruko chàng nhé. Maruko ni otsukai tanonda no ni mada kaette konai wa. どこかで寄り道してるんでしょ?ただいま。もうどこで油を売ってたの?心配したでしょ?嫌だな。油を売ってたんじゃなくて買いに行ってたんでしょ?嫌だからね。はい、油。Như vậy là trong bài học này thì chúng ta đã cùng học ba cái cụm kagyoku khá là hay và hấp dẫn đúng không? Nếu các bạn có một cụm từ kagyoku nào mà các bạn đã biết và cảm thấy thú vị, hãy comment ở dưới để những bạn khác có thể cùng được biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.